Sáng ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.201 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là 1.997 ca. Hiện đã có hơn 6,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng ở nước ta. Cụ thể, tính từ 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 đến 6 giờ ngày 2 tháng 8, ghi nhận 3.201 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.198 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.997, Bình Dương, 496, Đồng Nai, 189, Cần Thơ, 119, Tiền Giang, 79, Đà Nẵng, 76, Vĩnh Long, 50, Hà Nội, 46, Bình Thuận, 46, An Giang, 17, Kiên Giang, 17, Bình Định, 14, Ninh Bình, 13, Đồng Tháp, 11, Đắk Nông, 10, Nghệ An, 8, Thanh Hóa, 4, Hà Tĩnh, 3, Lâm Đồng, 2, Gia Lai, 1, trong đó có 976 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng ngày 2 tháng 8, Việt Nam có 157.507 ca nhiễm, trong đó có 2.265 ca nhập cảnh và 155.242 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 153.672, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới và 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Tổng số ca được điều trị khỏi là 43.157 ca. Trong ngày có 209.156 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 6.415.219 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều. 12.